xin giới thiệu đến các bác một mẫu vang số bãi nhá, mang thương hiệu IMH600C, một hàng vang số cực kỳ đẳng cấp, chỉnh rất là chuyên nghiệp luôn, với echo dì vợt rất là ngọt ngào. Anh em đừng so sánh các cái dòng vang số bãi so với cả vang cơ mới nhá. Vang cơ mới bây giờ thì không bao giờ ăn được những cái con vang cơ bãi cỏ này nhá. Những cái con vang cơ bãi cỏ này thì nó rất là chuyên nghiệp, có cả echo, cả dì vợt rất là sạch luôn. Anh em hát cực kỳ sâu tiếng và mềm nhá. Anh em chơi cái này thì hơn hẳn so với cả cái dòng vang cơ. Nó cũng rất là dễ chỉnh, anh em chỉ cần nhấn vài nút, anh em nếu mà có một chút hiểu biết thôi là anh em đã có thể chỉnh được ngay một con vang cơ số này rồi. Vang số bãi nhá, hàng vẫn còn đẹp, long lanh, mặt phay nhôm trắng. Nó chỉ bị xấu một chút là cái tai này nó xước thôi, còn đâu là mặt mũi là đẹp như mới. Đấy, anh em xem rất là hay. Cái dòng này thì nó xử lý được hết phần nhạc, phần mic, vang nhại, echo, dì vợt rất là tốt luôn. Cái dòng vang cơ không đủ tuổi để so sánh với nó nhá. Đấy, mang thương hiệu IMH600C, hàng bãi xịn luôn, rất là đẹp, mặt phay nhôm, hàng vẫn rất là đẹp nhá. Đấy. Anh em nào lấy liên hệ qua số điện thoại ghi trên bảng tên nhá, bảng của tổng đại lý Mai Tuyến Audio. Cái dòng này thì nó có chỉnh riêng biệt từng phần music này, anh em có thể nhấn vào phần music này để chỉnh được. Đây phần menu music để chỉnh được các cái giải tần EQ của nhạc. Đấy, còn anh em muốn chỉnh phần mic thì nhấn vào phần mic EQ để chỉnh cái phần EQ của mic, và đó tiếp đó là nó có phần rời luôn để chỉnh effect, reverb và echo ở trong cái phần effect này luôn. Anh em rất dễ chỉnh, chỉ cần nhấn vài nút là đã ra được hết các chức năng để chỉnh rồi. Đấy, anh em chơi chỉ cần hiểu biết một tí về vang thôi là anh em có thể chỉnh được hết cái phần này. Dòng này thì vang nhại thì cực kỳ đẳng cấp, không một cái dòng vang cơ mới nào bây giờ với cái tầm giá 2-3 triệu ăn được nó nhá. Và em có 3 con này, 3 con IMH600C. 3 con này em sẽ bán với giá là 1 triệu trên một con nhá, 1 triệu một con, bao ship cho anh em toàn quốc. Cọc tiền là ship hàng thôi, anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán, có thể test trực tiếp luôn với cả bưu điện. Ok, nhận hàng thanh toán nhá. Bây giờ em sẽ lên nhạc để anh em nghe. Rồi em sẽ lên nhạc này, em sẽ lên một chút nhạc vàng để anh em nghe tiếng của nó. Dòng này mặt mũi rất là sạch đẹp luôn, anh em chơi ghép với cả đẩy thì rất là hợp lý, kể cả ghép với âm ly cũng rất là ok nhá. Tiếng bát lên rất là sạch sẽ và sâu, tiếng tép này tách mà không có một tí phản nào nhá. Anh em chơi thì cực kỳ đẳng cấp luôn, vang cơ không đủ tuổi để so với nó nhá. Số lượng có duy nhất 3 con thôi nhá, em bán là 1 triệu một con, bao ship toàn quốc cho anh em, rất dễ chỉnh. Đây là các cái giải menu và giải mic nhạc và effect. Màn hình hiển thị rất là sắc nét luôn, hàng đẹp như mới nhá. Tiếp theo em sẽ lên một đoạn karaoke để anh em nghe. Anh em lấy hay liên hệ qua số điện thoại 0349 718 410 nhé. Anh em nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào like. Anh em nào xem thì hãy nhấn like giúp em. Đấy. Bây giờ em sẽ lên nhạc karaoke để thử mic của cái vang này nhá. Thử nhại, thử tiếng mic xem nó sạch sẽ và nó có hay như em quảng cáo không nhá. Anh em hãy đón chờ và cho em nhận xét và đặt hàng nhá. Alo, 1 2 3 4.
Dòng vàng này chống rú rít rất là tốt. Anh em chơi thì khỏi phải lo, khỏi phải nghĩ luôn. Anh em chơi gia đình thì quá là ok. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vàng nhại rất là ok luôn. Mời em quay rất là gần nhá, không bị rú rít. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.